anh em, lại là mình đây anh em. Mình lại tiếp tục anh em ơi. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip phôi mai, mời anh em vào sưu tầm ủng hộ nha. Thì hôm nay mình có một số phôi đẹp muốn giới thiệu đến anh em. Đấy, anh đây là anh Lò Văn Cháy nè anh em nè. Bữa nay anh hơi cháy một tí à. Khét rồi mấy anh em à. Nói sẽ có một anh em Tiền Giang vô thăm Lò Văn Cháy nha anh em. Rồi, nói gì cho anh em nghe anh Cháy. Nói chung bữa nay mấy anh em cũng tiếp tục lên lớp clip thôi mà dần nha mấy anh em. Bữa nay là có một số cây rất là đẹp nha. Sau này nó nhỏ anh Cháy. Cây đẹp lực đó. Mấy anh em nào mà phái siêu tầm á, vô nghiên cứu rồi chốt ủng hộ mấy anh em đi dần luôn. Dứt. Chốt mạnh tay vô mấy anh em ơi, dứt. Dây tiền dứt anh em ơi. Rồi, kênh của mình bán mai mai dừng anh em à. Mai dừng Bình Thuận nha. Mai dừng Bình Thuận này quá phong phú luôn anh em. Đấy. Thì em bán em có số điện thoại bên trên, rồi bên dưới là ngày tháng mã số cây luôn. Cứ anh em thích mã số nào thì vô chốt thôi anh em. Đây là phôi đầu tiên nè. Phôi này thì khá đẹp rồi anh em à. Cây bể đế rất là đẹp. Đế đều. Đế chài bài ra vững cây. Đế. Cây có miếng thèo lũ ở đây. Đấy. Đế cây này là khắp phí luôn mấy anh em, Nam có, Bắc có nè. Trung có. Miền Trung có luôn nè đó. Chì quá đẹp. Trung nằm chính giữa có luôn. Cây bay nha anh em nha. Quanh. Mời mấy anh em xem vành luôn. Cây quá đã mấy anh em à. Cây này anh chơi chơi cây nào? Quanh 50. Cao 57. Bay ra là mấy anh em? Bay ra 71. Bầu dài. Bầu dài 53. Giúp mấy anh em ư? Tục anh em ư, một phôi đế rất là đẹp. Đế quá lực luôn anh em ha. Đế khá ok luôn. Đế này quá lực luôn, cây một cốt. Cây chi rất là đẹp anh em nha. Cây sạch, không lũ bọng gì luôn anh em à. Cây khá ok. À mai mùng 10 hả? Của anh. Mày mấy anh em xem văn. Mai lễ chính hả? Quanh 41. Cao 77. Cây nó xin ra rồi hồi đầu về lại mấy anh em. Bầu dài 47 mấy anh em. Chốt mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em. Đế rất là ok nha anh em nha. Đế quá ok luôn. Cây có miếng thèo lũ đây nè. Chì quá đẹp. Liền lạc anh em à. Quanh. Mời mấy anh em xem quanh. Alo. Quanh 45. Nghe anh ơi. Cao 41. Bầu dài 52. Cây dứt mấy anh em ơi, anh. Dứt cây. Tiếp tục anh em ơi, một phôi đế rất là đẹp nữa anh em ạ. Đế bao phê luôn. Đế nở nha anh em nha. Đế vá vít. Đấy. Đế đều luôn anh em ạ. Cây đế quá đẹp luôn. Cây dạng chi nè. Trên này có mấy miếng thèo lũ nè anh em ạ. Đấy. Cây chi rất là đẹp. Lũ cho đây. Về đục dọn lại nha anh em nha. Ok nè. Quanh lên nha. Rồi, mời mấy anh em xem quanh đây. Quanh 44. Cao 58. Bầu dài 45. Dứt. Tiếp tục anh em nè. Một phôi đế tạm được nữa. Cây đế tạm được nha nên nha. Cây hướng bay xiên ra đây. Có miếng thèo lũ đây. Cây đang linh nhựa nha anh em nha. Được ạ, hoành đây. Để hơi yếu tí nha này nha. Bầu này đắt trắng nên hai nhỏ nữa. Hoành 28. Cao 65. Bay ra 72. Bầu dài 46. Dứt đi mấy anh em. Dứt. Tục nữa anh em à. Một cây đế rất là vững nha anh em nha. Đế khá khủng luôn. Đế khá khủng. Khá ok. Quá dữ cái này. Cây có miếng thèo lũ chỗ đây nè. Dàn chi bao đẹp luôn. Cây đang lên nhựa nha anh em nha. Quá đẹp. Của anh. Mời mấy anh em xem quanh. Để dễ quá nhiều luôn. Nằm đưa dò. Quanh 48. Cao 53. Để chạy xuyên ra nha mấy anh em. Bầu dài 50. Dứt đi mấy anh em. Tục anh em, một cây đế đẹp nữa.
Đế chải rất là đẹp nha anh em nha. Đều luôn. Cây chi đẹp luôn. Để có miếng kẹo lũ đây nè. Ở đây nhầy mà không chịu đục mà. Lửa thép nha anh em nha. Quanh. Mời mấy anh em xem quanh đây. Quanh 50. Cao 44. Độ dài 45. Dứt mấy anh em. Tục anh em nè. Một phôi đế được nữa nè. Đẹp á. Cây đế ok đấy. Cây hai chi nha anh em nha. Cây có miếng lũ này nè. Đang lên nhựa nè. Rồi cây được. Vành anh em ơi. Mời mấy anh em xếp vành đấy. Dứt. Vành 32. Hello. Cao 38. Đầu dài 36. Dứt mấy anh em ơi. Rồi tiếp tục dạ, mấy anh em ơi. Ngâm 10 giờ nè. Ngâm 1 tiếng. 10 tiếng. Đẹp nữa là mấy anh em. Cây đế à. Đế quá đã nha mấy anh em. Đế lật. Cây có mấy miếng lũa, hai miếng lũa. Ti đây nha. Đây, lũa đây nữa nè. Ba miếng lũa. Lấy đầu ti thôi. Không quan trọng. Nhưng mà quan trọng cây đế quá đẹp. Đâu cần gì đâu anh để dịnh ngâm lúc à. Cũng rất đẹp. Rồi mời mấy anh em xem qua nha. Rồi quanh 38. Thì anh kỹ thì anh làm lại. Cao 68. Anh kỹ thì anh làm lại. Màu dài 45. Rồi mấy anh em nào yêu thích cây này vô chốt dứt. Rồi tiếp tục mấy anh em. Thêm phôi nữa. Để đỡ quá lực mấy anh em. Đây có rồi. Miếng thiệu ở đây. Thì anh để cho nó ráo bầu á. Đó. Thì được đế đẹp. Để có 5 số ngày. Đây thôi nha mấy anh em. Bầu quá nè. Rồi mời mấy anh em xem vào đây. Quanh 47. Dạ. Cao 34. Bầu dài 45. Dứt mấy anh em. Dạ đúng rồi. Tiếp tục anh em ơi. Một bôi đế ok nữa nè. Đấy, cây đế ok nha. Cây có một miếng lũa. Miếng lũa này nè. Cây nhựa lên quá sung luôn nè. Lên trắng luôn nha anh em nha. Cây được đấy. Chì quá đẹp quanh. Rồi, mời mấy anh em xem quanh luôn. Quanh 39. Cao 46. Bầu dài 46. Dứt. Chút. Này nè. À, cái này đi tiếp tục anh em. Một phôi đế ok nữa nè. Đấy, đế ok nè. Cây có miếng lũa thiệu đây nè anh em nè. Chì được luôn. Cây đang lên nhựa luôn anh em ơi. Được đấy. Phải từng quá vững mấy nha. Lực không? Hoàng anh ơi. Cháy ơi. Mời mấy anh em xem quanh đây. Quanh 45. Cao 51. Độ dài 49. Dứt thôi mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em nè. Một phôi đế ok nữa nè. Đế khá ok nha anh em nha. Cây sạch sẽ luôn. Cây một cốt. Cây có dàn chi bay ra một hướng hết luôn nha anh em nha. Đế đẹp, đế đều luôn. Cây khá ok. Quanh. Mời mấy anh em xem quanh luôn. Quanh 33 mấy anh em. Cao 60. Chi bay phóng ra 56. Đang bay, đang bay. Bầu dài 39. Dứt thôi mấy anh em. Tiếp tục anh em nè. Một hồi đế ok nè. Đấy. Nó tiếng không? Cây chì được. Cây này lạ tốt, mấy được. Nha. Cây đánh tép nhau ra lùi về hướng hết luôn anh em. Nói chung là hư lạ. Quanh. Mời mấy anh em xem quanh. Cây này trồng vô chậu nhìn được á. Lạ. Quanh 34. Cao 32. Bảy da 45. Bầu dài 44. Dứt thôi mấy anh em. Tục anh em à. Một phôi đế rất là ok nữa anh em. Cây quá ok luôn. Nhựa quá vip luôn anh em à. Cây một cốt. Chốt ngọn vút. Cây lên cánh bay. Uống nhựa. Quá
hả Lộc? Như chỗ khúc này nó uống rượu như là cái vàng trăng lưỡng liềm đang trong lưỡng liềm nha mấy anh em. Ờ, cây cây đa không củi đâu? Mời mấy anh em xem vàng đi, cây đa bé mà. Bé hả? Bé hả? Vàng 36, cao 42, độ dài 44, giấc mấy anh em. Tục anh em ơi, một hồi đế ok đó nè. Đế khá ok đó anh em à, đế đều nha. Cây có miếng thèo lũ đây. Đấy, giờ đây một miếng thèo lũ là máng nước anh em ạ. Đó, mình bắt cái vòi nước để chảy 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 xuống đây. Như là mình chơi thác đổ rồi, nước thác đổ chảy không? Chì quá đẹp, quá ảnh. Giờ chỉ có... khá lạ đấy. Công làm công trình khúc này mới đắp đập nữa. Vài mấy nghiêm xem mình. Rồi chảy luôn, có đắp đập. Vành 42, cao 55, có chị không già 36, bầu dày 43, giúp mấy anh em ơi. Tục anh em ơi, một khôi đẹp nữa anh em à. Đế ok, đế đều. Cây có miếng thèo nè, đây, miếng lũ thép nè. Đấy, thép nè nè. Đây, miếng lũ đây. Đấy. Khá ok này mà, lực. Quanh lên em ơi, quá đẹp. Mời mấy anh em xem vành nha. Vành 45, cây về ấy trầm trầm chút cây gió lùi. Cao 45, độ dài 43, giúp mấy anh em ơi. Giúp chút. Tọc anh em ơi, một phôi nè. Cái gì đây hả? Phá ok luôn. Ủa, dễ hớp. Dễ mai hao. Tại anh tưởng bài dung đắc chứ. Dung đắc run run chì được cây bay lắm. Quan rồi mấy anh em chưa quan hết giờ này đi dừng rồi. Quan 25, ăn cả ngày tìm gác chứ ơi. Ăn cơm rồi. Cao 38 chứ ơi. Quay lại gì vậy? Bay 75 chơi. Bầu dài 36, giúp mấy anh em ơi. Quý cái giúp. Cây thì đi lên chở đi chứ phụ gì. Tiếp tục anh em, một hồi đế ok nè. Đấy, đế khá ok nha anh em nha. Cây chì được, sạch cây không lũ bọng luôn. Cây khá ok đấy. Cây này hiếm nha anh em à. Quên. Mời mấy anh em xin anh. Gành 30, cao 33, bầu dài thì 34. Tiếp tục anh em, một khối đế rất ok nữa. Đấy, đế đều. Cây có miếng lũa thẹo đây nè. Giếng nữa mấy anh em, giếng tiên. Giếng tiên anh em ơi. Nhìn chi bay về một hướng rất là... là giếng tiên. Quên. Mà mời thiếu cô tiên. Có giếng mà chưa có tiên. Cô tiên theo chồng rồi. 50. Quanh 48. Có cây khỏi cao hay cao khiêm tốn. Cao gan ấy. Cao gan. Có chị phóng già 40. Ủa, bầu dài 45, giấc mấy anh em ơi. Tiếp anh em, một phôi dễ đế bao vững. Chật nha anh em nha, dễ đế bao phê luôn. Đấy, dễ đế quá, ok luôn, chì quá đẹp luôn anh em à. Chật chỉ mấy anh em ơi. Đấy, ok đấy, quan ơi. Mời mấy anh em xem quan. Quan. Quan 24, cao 83, tổng nghe dàn chi 57, bầu dài 34, giúp mấy nè anh em nè. Một khôi đế rất là ok nữa nè. Đế khá ok nha. Cây có miếng lũa thèo nè. Cây đẹp anh em à. Sạch cây 5 chi. Mời mấy anh em xung quanh luôn. Cây quá ok, đế quá vững. Vành 28, cây đế nữa nha mấy nè. Vành đây 28, đế dưới nữa cỡ 108 á. Thiệt không? Thiệt. Cao 43, bầu dài 35, chốt mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em, một phôi đế rất là ok nữa. Đế khá ok, đế vững nha anh em nha. Cây cốt đẹp, chì đẹp nè. Bầu này quá. Đế bàn là đẹp. Gõ. Cái bàn nó vời qua Mỹ như cái thằng gì nút vàng nút gì á. Quay. Mời mấy anh em xem quanh. Thằng gì á, em tổng á. Quanh 26, cô đâm thép. Cao 57, bầu dài 36,
chốt mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em. Phơi đế rất là đẹp. Đế rễ rất là nhiều anh em nha. Cây chi đẹp, cốt đẹp. Đây. Cây dốc ngọn anh em ơi. Sạch. Quạch. Mời mấy anh em chụp ảnh. Quanh 260, quanh 26. Xin lỗi anh em nha. Xin lỗi mấy anh em nha, lỡ. Vợ mới nhắc hay sao? Cao 70. Còn dài 36. Chết mấy anh em. Vay giờ quên luôn à. Cái này không cắt một cây đế được nữa nè anh em nè. Kệ. Chứ vui. Đế quá đều luôn anh em à. Tốt được. Cây nhựa nè. Quá nhiều. Đến full. Quanh. Mời mấy anh em xin quanh đi. Mấy này hàng này là mấy hàng để bàn, chân bàn rồi chơi cho mấy anh em. Để dưới chân bàn hả? Để chân cái bàn ấy là mình mua cái cây. Đó, nhưng mà mua cái bàn, cái bàn 3 tỷ dưới chân bàn mà ho nó chỉ nở trên mặt hoàng bàn. 23. Cao 47. Tưởng tượng mà Tết mình có khay mình còn chơi bonsai để dừng. Giúp mấy anh em ơi, chốt. Tiếp tục anh em ơi. Phôi lạ lắm. Đế tạm được. Hai thăng. Hai thăng đâu ông? Hai dễ. Nên đang lên mầm anh em ạ, đang sưng mầm. Ừ, mà tính ra cái cây này mấy anh em dòm vô giống cái tháp Eiffel của Pháp vô bộ. Nói chung mình làm cây xưa giờ chưa thấy cây này giống nào giống cây nào. Quanh ấy. Tháp Eiffel là sao? Đang dễ có đâu. Mầm nha anh em nha. Rồi mời mấy anh em xem quanh của một cây tháp Eiffel nha. Tháp Eiffel mà dễ có. Quanh 23. Cao 39. Giống rồi đó, bất nữa hả? Bộ dài 34. Chức mấy anh em ơi, chúc. Tiếp tục anh em nè, một hồi đế rất là ok nữa. Nhạc đế ok không em? Dễ nhiều luôn. Dễ nhiều cũng mạnh xong rồi. Cây cốt cũng được. Cây da mầm. Mầm hết rồi. Tỷ luôn anh em à. Cây này thì bao sống cho anh em luôn. Tại vì dễ nó nhiều quá rồi anh em à. Anh em khỏi cần trồng vậy. Để như vậy tưới nước là lên thôi. Mời mấy anh em xem quanh. Quanh 32. Cao 67. Còn dài 39, chất mấy anh em. Anh em nè, đập khô nè. Quá, anh biết nó quay cho 5 cây cho tao mà. Rễ ok. 4 cây, 5 cây. Cây cốt được. Để 4 cây, 4 cốt. Cây đang linh nhựa, quanh. Cái khô à. Mời mấy anh em xem quanh. Cốt sạch, to quanh tầm mấy. Quanh 26. Cao 49. Còn dài 30, chất mấy anh em ơi. Tiếp tục anh em nè, một phôi đế được nữa nè, dễ nhiều luôn anh em. Cây cốt được nha, này lên nhựa full nó luôn anh em à, xanh nó luôn. Tối nay mấy cá hình cảnh quanh. Đi du lịch với bà Đen. Mời mấy anh em xem quanh. Chúc mừng. Phố là tự. Cành nào? Quanh 21. Đi du lịch với bà Đen, bà đi du lịch với bà Đen mình đi cắt cành. Bà mà đi du lịch là đủ, hiểu gì chưa? Nước bà Đen. Đầu dài, xong đi luôn. 35, giúp mấy anh em ơi. Tục anh em nè, một phôi dễ đế đó, ok. Cây đang lên nhựa lên mầm anh em nha. Cây vàng tay giá đẹp, khá đẹp. Vàng xương bao phê. Cốt bao đẹp. Quanh. Cây đó để tiền in cho luôn đẹp mà. Khá ok. Quanh mấy anh em. Ba cây chùm lại lên hồn núi cao. Quanh 22. Cao 50. Đó quay cái mặt đế đó và chụp hình đẹp. Bầu dài 30. Dứt đi mấy anh em. Chút. Anh em tiếp tục một cây cuối cùng clip nha anh em nha. Cây này thì không có bầu anh em ạ. Đấy. Cây đế tạm được. Cây có tướng bay giờ rất là đẹp. Hoành anh cháy. Dễ tạm được luôn anh em ạ. Hoành 45. Tổng chiều cao từ mặt đất lên là mấy nè. 70. Trên 80. Bay. Bây giờ nè, 72. Tổng ngang dàn dễ là 78. Chiều cao cũng dễ lên tới mặt đất là 37. Rồi, dứt kìa. Rồi, tạm biệt anh em ấy anh cháy. Chào, tạm biệt anh em, hẹn gặp lại lần sau. Rồi, cái cuối clip rồi, anh em coi chưa thích cái nào ấy, tu lại coi nha. Đây anh em nè. Nói chung anh em mình chơi cây, chơi mai thì chủ yếu là những ngày Tết á, mà sao mình để những cái cây tác phẩm đẹp. Cây của em thì nó đặc biệt khác là mỗi cây, mỗi dáng dốc khác nhau. Không có giống anh em à. Đấy anh em thấy không? Những cái cây này là
ví dụ Tết mình làm lên nó có một cái loại đậu đỏ, rồi tối ngày Tết á cái mình uống trà mình để quanh 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 cái bàn trà mình á, mình làm một cái kệ để mấy cây bonsai nghệ thuật vậy nè, nhỏ nhỏ vậy nè lên bàn nó ngắm chơi là tuyệt vời luôn anh em à. Ước mơ của mình á, sau này cứ Tết cái mình đem vô cái kệ chơi bonsai đó mình làm chơi anh em à, tuyệt vời luôn anh em ha. Những cái cây này nghệ thuật nhỏ nhỏ để bàn thôi nhưng mà rất là coi nhìn rồi rất là thích anh em ha. Rồi cảm ơn anh em theo dõi clip nha, chúc anh em buổi tối tốt lành, hẹn gặp lại anh em nha.